Hello, chào tất cả các bạn, tất cả mọi người nha. Hôm nay là mình đi ráp kiến cường lực nha bạn. Đây là cái số kiến cường lực này, của mình nè. Thấy không? Ở đây thì mình ráp một bộ ô cửa chính các bạn. Cửa sắt mà giả sinh pha nha. Và đây là cái kiến trắng nha. Cái khổ nè. Bộ lớn các bạn. Cửa kiến nha các bạn. Cửa kiến mà cửa kia là cái khung sắt giả sinh pha này, anh thấy không? Ở đây thì có một bộ cửa chính nè, bốn cánh nè, thấy không? Bốn cánh. Với ở đây ở trên là một cái vòm, đây một cái vòm nè, và đây là hai cái tấm. Một cái vòm thì nó có hai tấm, một tấm lớn và hai tấm nhỏ nha. Và có một cửa sổ, cũng có một cái vòm nha các bạn. Chừng nào mình đi đến chỗ làm mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Và mình cũng có nhận cửa nhôm sinh pha nha các bạn. Đây là dàn máy móc của mình nè. Đó, có đầu phay rồi hàng hoa các bạn. Đây dàn máy của mình nè. Chung là mình nhận tất cả các loại nhôm kiến. Và đây cũng có một số cửa nhôm này. Màu xám nha. Cửa này cửa thường nha. Cửa màu xám, cửa thường. Và đây là một số khung bao nè. Giờ là mình chở cửa kiến đi ráp nha các bạn. Giờ mình đi trên đường đi các bạn. Sau một thời gian nè mình đi thì cũng đã tới nơi nha các bạn. Và mình đã xuống kiến nữa các bạn. Ở đây mà đây là cái nhà mình sẽ chuẩn bị ráp các bạn. Đây có bộ cửa chính, một cửa chính màu xám sinh pha nha các bạn. Mà cho nổi bật thêm thì làm có chỉ màu trắng, chỉ màu trắng, bộ bốn cánh. Rồi. Ở đây là cái số kiến nè. Số kiến sau khi mình xuống nè. Có hai tấm kiến mờ cát là cho hai cái phòng buồng này nha các bạn. Đây nhìn thấy là đẹp không, nổi lên nha bạn. Đây là một phòng buồng nữa. Mà đây là cái dàn bếp. Một cái cửa nhôm như đây nha bạn. Giờ mình sẽ đo và chuyển sang này mình làm, mình ráp luôn nha. Đây dàn dàn học bếp nè, tất cả đều màu xám nha các bạn. Đây có một bộ cửa sổ, một cánh. Mình quay xa cho các bạn xem. Thì chuyện sau này mình ráp hết rồi mình sẽ quay lại cho các con xem tiếp nha. Qua một thời gian là nhà mình ráp kiến nha các bạn. Thì được như vậy nha. Đây là cái cửa phòng buồng nha các bạn. Xám sinh pha nha, có chỉ màu trắng nha.
và kính mờ cát. Và đây nè các bạn, đây là cánh thứ hai nè. Ở đây thì mình chỉ ráp kính nín thôi, còn một số như cái ổ khóa ở đây thì là thợ sắt ráp nha các bạn. Nãy em nó làm thợ sắt nó ráp luôn. Và đây là toàn bộ ở trong nhà ngó ra nè, ráp kính hết rồi nha các bạn, ráp kính cường lực nè. Và đây có một cái trang thờ mình mới bắt nè, đây là đây cửa sổ nè, kính cường lực nha. Thì mình so tới chữ kính cường lực cho bạn xem. Các bạn thấy chữ tên bên glass không? Đó, đây ngay tay mình nha. Bây giờ mình sẽ lên trước và quay lại cho bạn xem nha. Và đây nè, mặt trước nè. Đó, thấy chưa? Ở đây có một đèn trần cũng rất là đẹp. Cửa mua dư định món ai cũng cửa ổ phá một cái mà thôi đủ khổ lắm mẹ. Vậy là mình đã quay tổng bộ toàn cái nhà này mình ráp kiến nữa các bạn. Và mình chào tất cả các bạn. Bạn nào xem video thì nhớ like cho mình một like các bạn. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh. Bạn giúp mình có động lực làm nhiều video tốt hơn. Tạm biệt tất cả các bạn, tất cả mọi người.